Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty Thế Giới Cây Giống chi nhánh Cây Lậy. Hôm nay mình tiếp tục làm một đoạn clip giới thiệu về một giống dừa nữa khá là độc đáo có mặt tại cửa hàng bên mình. Khác với mọi giống dừa mình đã giới thiệu trong những đoạn video lần trước như là dừa sim lùn, dừa dứa hay trái nhỏ như dừa sim dây, tất cả đều trái xanh, và trái đỏ thì có dừa mã lai, đây sai trái hơn cả dừa sim lùn nữa các bạn. Đều là thấp cây, và một cái lượt kể cả dừa cao như là dừa sim đỏ, đây xa xa đây các bạn thấy dừa cao, trái to, cao cây. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn một giống dừa khá là mới, vừa thấp cây mà vừa trái to, mang hai đặc tính luôn các bạn. Và đó chính là dừa ta lùn, một giống dừa vừa mới xuất hiện trong thời gian gần đây. Nha, các bạn thấy nè, đây dừa ta lùn với trái màu đỏ ha. Mình sẽ chọn ra một cây giống cho các bạn xem. Đây cây giống dừa ta lùn nè các bạn. Cái này thì trái xanh nha các bạn. Đây mình để hai bên hai cây dừa cho các bạn xem nè. Cây bên trái có tem đó chính là dừa sim lùn, còn cây mình không bấm tem để làm dấu với các bạn đó chính là dừa ta lùn nè. Các bạn thấy về cái quy cách bầu á thì thấy cái dừa sim lùn hay nó nhỏ hơn rất nhiều so với dừa ta lùn hay các bạn. Đây. Đây, dừa ta lùn thì trái nó to. Khá là to. Lá nó xanh đậm rồi các bạn. Cây này thì mình trồng được rồi. Nó cao từ khoảng 3 đến 4 tấc là chúng ta trồng được nha các bạn. Đây, lá nó đỏ xòe ra như thế này chứ không có túm lại, không có xếp lại. Thì cây này thì trái nó to và vừa thấp cây, thích hợp cho những bà con mà uống nước, thích uống trái to nhưng mà không muốn leo cây cao ha. Tuy nhiên nhược điểm của giống này là trái, vì trái nó to nên nó sẽ ít trái hơn so với dừa sim lùn nha các bạn. Và nếu các bạn muốn sở hữu cây giống như thế này thì nhanh tay liên hệ ngay số điện thoại trên màn hình để được tư vấn và cung cấp cây giống tận tình cho các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở những đoạn video lần sau.